Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, trong rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật thì Hà Thu đặc biệt ngưỡng mộ các nghệ sĩ, các diễn viên hài, bởi vì những người diễn viên hài họ luôn phải giữ một cái nguồn năng lượng tích cực, rất là vui vẻ để có thể mang lại và truyền cảm hứng cho quý vị khán giả. Và hôm nay chúng ta sẽ mời đến đây một nữ diễn viên hài rất là duyên dáng để chia sẻ với quý vị khán giả cách để chúng ta duy trì, chúng ta giữ được cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, cũng như là chia sẻ và tìm hiểu về bí kíp ăn uống, ẩm thực của cô nàng nhé. Xin giới thiệu nghệ sĩ Kim Đào. Chào chị. Chào mừng chị đến với Khẩu vị ngôi sao. Mời chị về phòng khách của chương trình. Rồi, chị Kim Đào có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả của Khẩu vị ngôi sao. Kim Đào xin chào Hà Thu và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Về phần ăn uống hay ẩm thực có ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhiều không, hay là có giúp mình có nhiều năng lượng hơn để làm việc không? Mọi người nhìn Đào vậy thì mọi người nghĩ chắc là con bé này nó rất là dễ ăn, nhưng mà sai hoàn toàn, Đào rất là khó ăn. Ồ, vậy là bây giờ một cô nàng khó ăn sẽ muốn thưởng thức một món gì khi đến với Khẩu vị ngôi sao nhỉ? Bây giờ giúp Hà Thu order ra đây 2 món ăn mà Kim Đào muốn thưởng thức trong ngày hôm nay nhé. Rồi, vậy là Đào sẽ viết qua đây đúng không? Ok. Nè, Hà Thu sẽ giữ cái order này nhé. Mình sẽ giữ bí mật trong giây lát. Có một điều đặc biệt của Khẩu vị ngôi sao mà làm cho các khách mời đến đây có thể thưởng thức các món ăn ngon hơn. Đó là các món ăn ở Khẩu vị ngôi sao sẽ được thực hiện, sẽ được trình bày bởi các đầu bếp, đó là các fan hâm mộ. Ôi, nghe là thấy ngon rồi phải không? Thiệt luôn. Bây giờ mình chào đón ra đây 2 fan hâm mộ của Kim Đào để 2 bạn ấy có thể vượt qua những thử thách và nấu ăn cho chúng ta trong ngày hôm nay nha. Xin mời Hoài Khanh và Thế Hiển. Trời ơi, có đồng tiền nữa kìa. Yeah. Nói là fan hâm mộ gì chứ, đây là những cái người bạn đó mà Đào đã biết rồi. Kim Đào biết 2 bạn rồi, nhưng mà quý vị khán giả thì chưa, cho nên mình giới thiệu một chút xíu ha, dạ, cho quý vị khán giả biết. Mời bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em chào chị Hà Thu, em chào chị Kim Đào và em chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Hoài Khanh, năm nay em 21 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên trẻ. Diễn viên trẻ nha. Đó là lý do mà vì sao chị Kim Đào lại biết các bạn rồi đúng không? Rồi, mời bạn. Chào tất cả mọi người. Chào chị Đào. Ủa gì? Chào chị Hà Thu. Tại phong cách của em nó là vậy. Em tên là Thế Hiển, năm nay 24 tuổi, cũng là diễn viên trẻ chung lớp. Là 2 bạn đã từng đi diễn với chị Kim Đào rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mấy chị em đã có hoạt động chung. Lần đầu tiên gặp chị Đào á, nhìn chị lạ lắm, đâu dám nói chuyện đâu. Cái sau này tiếp xúc hòa nhã với mọi người mà không có phân biệt em út. Là nhiệt tình, gần gũi, thân thiện. Đúng rồi. Chị Đào là một người rất là hại em út. Ủa gì? Chỉ cho em út ăn rất nhiều. Chị nấu đồ ăn hết cho tụi em ăn mà ăn cực kỳ nhiều. Đi đâu đi quay phim cái chỉ đem lên ăn này ăn kia, ăn cái tụi em lên con. Đó là lý do em có 2 cái cục hai bên này đó. Dạ không, đó không phải cục đâu chị nha. Chị đừng nói gì, tôi thương em đi. Không phải hả? Không phải. Vậy thương mà. Tụi em không có nghe một cái chân lý hả? Nếu mình không ốm được thì mình phải làm cho những người xung quanh mập hơn mình. Có nghe chưa? Nhưng mà thấy ai mập hơn mình đâu chị, là mình mập không, không có ai mà mập. Thực ra các bạn nói vậy thôi chứ biết là 2 bạn rất là yêu quý Kim Đào rồi. Tại vì hôm nay dành thời gian công sức đến đây lại còn trổ tài nấu nướng. Trời ơi, nghe sao mình vừa mà thấy hãnh diện, vừa mà thấy chờ đợi, mà cũng vừa thấy sợ sợ. Tại vì không biết là 2 người này có nấu ăn được hay không đấy. Trời ơi, thưa chị, em nấu ăn rất ngon. Có không? Em cũng vậy luôn, em thưa chị, nấu ăn được em mới tới đây chứ. Đúng không? Nhưng mà không có đơn giản để nấu ăn như vậy được. Bây giờ chúng ta phải trải qua một vài thử thách để coi tấm lòng của các bạn dành cho Kim Đào như thế nào. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải lần lượt trải qua 2 câu hỏi cùng một phần thử thách để chúng ta lật mở 3 từ khóa liên quan tới Kim Đào trong lĩnh vực ăn uống, ẩm thực. Nha, 2 bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sau phần đầu tiên này, bạn nào giành được chiến thắng thì bạn đó sẽ được quyền chọn 1 trong 2 món ăn mà Kim Đào đã order ở đây. Bây giờ các bạn cầm bảng lên, chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên ha. Câu hỏi đầu tiên, các bạn có 10 giây cho mỗi câu hỏi nha. Tỉnh Khánh Hòa có đặc sản bánh tráng nào? A. Bánh tráng dứa. B. Bánh tráng cam. C. Bánh tráng xoài. Khánh Hòa nghe cũng lạ quá ha. Đúng rồi, tại vì thường nhắc tới Khánh Hòa thì mình hay nhắc hải sản ha, tự nhiên nhắc tới bánh tráng thì hơi lạ. 3, 2, 1, xin mời đưa bảng. B. A. Bánh tráng dứa, B là bánh tráng cam và đáp án của chúng ta là C, bánh tráng xoài. Trời ơi, vui ghê. Bánh tráng xoài là thức quà nức tiếng của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên liệu chính để làm bánh gồm có xoài chín và mạch nha. Món ăn có vị chua thanh, ngọt dịu. Đặc sản này được nhiều du khách mua về làm quà. Và đáp án đầu tiên hai bạn không trả lời được, cho nên là Kim Đào giúp hai bạn mở một từ khóa nha. Đào sẽ mở số 1. Mời từ khóa số 1. Hỗn hợp kết dính. Cái hỗn hợp kết dính là tất cả các loại chả. Chị rất là thích ăn chả. Chả lụa nè, chả cá, rồi chả quế, chả, nói chung là tất cả các loại chả Đào rất là thích ăn. Chả cá nhồi vô khổ qua, nấu canh hoặc là chiên lên rồi chấm nước mắm thôi, gì cũng ngon. Rồi từ khóa đầu tiên rất là dễ thương, hỗn hợp kết dính. Bây giờ chúng ta vào từ khóa số 2 nè. Câu hỏi số 2 là sữa sen Đồng Tháp sử dụng nguyên liệu chính nào từ sen để chế biến? Câu này không biết nữa thôi. Không, không biết, biết mà có là tự nhiên em quên mất tiêu nè. 3, 2, 1, hết giờ. Hạt sen, đài sen, sữa sen Đồng Tháp được làm từ hạt sen. Rồi chúc mừng Hoài Khanh đã giành chiến thắng trong câu hỏi số 2. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ được lật mở một từ khóa liên quan tới Kim Đào. Bạn chọn từ khóa số mấy? Số 2 đi. Mời từ khóa số 2. Sứ xanh lá là xa lánh. Mày hôm nay không có ai xanh lá hết á. Thấy chưa, nói ngôn từ của diễn viên Hề khác lắm. Không, nhưng cái này thì Thu có thể phân tích được. Đúng rồi. Xanh lá là có nghĩa những cái thức ăn gì liên quan tới màu xanh. Mà màu xanh thì thường là rau. Đúng. Cứ xanh lá, cứ màu xanh của rau, tất cả mọi thứ mà thấy sinh tố mà cũng màu xanh xanh là Đào sẽ là xa lánh ra. Ghê thiệt. Hay vỗ tay chị ơi. Vậy thôi, mình vui rồi, mình qua luôn câu hỏi số 3 ha. Số 3 không phải là một câu hỏi nữa mà là một thử thách. Thử thách là gì chúng ta sẽ được biết sau ít phút. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đứng trước một thử thách rất là cam go trí tuệ mà cả hai bạn phải vượt qua và giành chiến thắng trong phần cuối cùng này. Thử thách của chúng ta là bên trái của chúng ta sẽ có một rổ trái cây thật giả lẫn lộn. Hai mẹ con cám sẽ đứng để trông coi, hai bạn bịt mắt và đi từ bên phía bên phải của chúng ta đến phần rổ bên này để tìm những trái cây thật. Trong 1 phút 30 giây, bạn nào tìm được nhiều trái cây thật hơn thì bạn đã sẽ giành chiến thắng, với điều kiện mỗi lượt đi của các bạn chỉ được lấy một loại trái cây. Các bạn hiểu chưa? Rồi, mời hai bạn vào vị trí. Mẹ đã khẩu hiệu đi mẹ, mẹ đếm giùm con mẹ. Rồi, thời gian bắt đầu. Hay quá vậy trời. Gì vậy? Ai vậy? Cẩn thận nha, rồi không để trái cây rớt ra khỏi rổ nha. Một lần chỉ được lấy một loại nha. Đâu rồi? À đây. Cẩn thận. Ủa cái trái gì vậy? Đó, cái đồng gì vậy? Mẹ ơi, mẹ yêu thương hai bạn quá. Rớt hết kìa là không có lấy lượt sau đâu nha. Rớt. Bây giờ rớt hết rồi, mò xuống dưới đất thì tụi con ơi. Ai đụng vậy? Mẹ đâu rồi đây mẹ? 30 giây đã trôi qua. Chơi này hồi hộp quá nè. Ai mới kéo công đi? Công nhận chưa thấy cặp đôi, bộ đôi thần tượng và fan hâm mộ nào yêu thương nhau như là... Ủa? Mất tiêu rồi. Bên này nè, bên phải, bên phải. Ủa có khi nào mà để lộn không ta? Để lộn đi. Còn rất nhiều trái cây. Bên đây nè, bên đây nè, để ở đây nè. Trái nhỏ vẫn tính nha, gắn lụm lên, gắn lụm. 10, 9, 8. Một. Chết rồi. Hết giờ. Bây giờ mời mẹ cám Kim Đào về ở vị trí này. Chúng ta sẽ cùng kiểm kết quả xem như thế nào. Đây. 1, 2, 3, 4 loại. Dành cho Hoài Khanh. Bây giờ Hiển có bao nhiêu loại? 1, 2, 3, 4, 5 và một cái quật nhỏ nhỏ chút chút đã đem lại chiến thắng cho Thế Hiển. Xin chúc mừng Thế Hiển. Thưa quý vị, đây là một trong những số mà Thu thấy là ban đầu mở đầu vô thì các bạn fan mộ quá yêu thương thần tượng làm Thu hết hồn. Và sau cái game vừa rồi thì Thu đã thấy thần tượng yêu thương các bạn như thế nào. Muốn biết là thần tượng của mình yêu thương các bạn như thế nào thì mình về mình mở tivi mình coi ha những cái hành động. Bây giờ sau phần thử thách thì chiến thắng đã thuộc về Thế Hiển. Mời bạn. Để cho em chọn nha, chọn nha. Cho bạn chọn em nha. Em chọn số 3. Mời khám phá số 3. Hay quá. Vỗ tay. Mùi vị đã rưng. Em biết rồi. Mấy cái món ăn có mùi, mắm, bạc khía, rồi mấy cái gì đó lên men là chị sẽ không thích. Khô và mắm là những cái đặc sản ở quê chị luôn. Tại vì chị ở Rạch Giá thì khô mắm là rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt Đào không thích ăn, là Đào bị dị ứng rất là nhiều. Nhất là sầu riêng. Chỉ cần hửi thôi là có thể là quên hết tất cả các thoại đã học luôn. Nhưng mà Đào không ăn được, nhưng mà người nhà vẫn ăn. Chứ không phải là Đào không ăn được mà Đào cấm tất cả mọi người không ăn. Qua ba từ khóa này, Hà Thu phát hiện được cô nàng này rất là khó tính trong ăn uống nha. Cho nên hai bạn lát mình nấu ăn cũng khá là căng thẳng đấy. Tại vì là rau nè, cũng không thích nè. Các cái gì mùi đặc trưng cũng không thích. Thế Hiển là một người rất may mắn dù giành chiến thắng ở câu cuối cùng nhưng lại có một huy hiệu thần bếp. Huy hiệu thần bếp này có quyền đó là khi mà Thế Hiển nấu ăn thì có cần sự trợ giúp gì thì hãy nhờ Kim Đào trợ giúp nhé. Nhưng mà trước khi đến với phần nấu ăn thì chúng ta lại có một cái thử thách cam go rồi. Tại vì hai bạn đang hòa kết quả một đều. Trong phần đầu tiên là khám phá khẩu vị ngôi sao thì hai bạn phải vượt qua một thử thách nữa để có thể tìm ra người chiến thắng. Thử thách đó là quẳng tù tì. Rồi chị Thu đếm đi. 1, 2, 3. Phần thắng đã thuộc về bạn Hoài Khanh, chúc mừng em. Vỗ tay. Và với phần chiến thắng đó thì bạn có quyền chọn một trong hai món ăn: súp hải sản và bún cá Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao, cũng là quê của chị Đào, nên em sẽ chọn bún cá Kiên Giang. Bún cá Kiên Giang đúng rồi, thuộc về bạn Khanh. Dạ. Vậy là cảm ơn chị. Chỉ còn một món này, em chọn món nào nè? Thật sự cái tài nấu ăn của em rất là ok nên em chọn món khó, súp hải sản. Chúc mừng em đã có món súp hải sản rồi. Vậy là chúng ta tạm kết thúc phần 1 của chương trình. Mời Kim Đào và hai bạn vào bếp để chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với căn bếp của khẩu vị ngôi sao. Bên bếp trái là Hiển. Thử thách của Hiển là gì? Sao không vậy nhỉ? Đứng lên em, cao lên. Nó nặng lắm á. Cái gì em? Cái cục có 20 kg à. Vậy là thử thách của Hiển trong phần nấu ăn này sẽ là vừa đeo cục tạ 20 kg và vừa nấu nướng. Khó khăn quá. Rồi Hiển có thể đứng khom xuống nếu muốn nha. Rồi bên bếp phải của chúng ta, thử thách của em là... Dạ em được mang vô một cái cây cà kheo á. Đứng trên đôi cà kheo và nấu nướng. Em cao hơn chị Hà Thu luôn. Vậy là em rất hạnh phúc với thử thách của mình phải không? Đúng rồi, em rất hạnh phúc. Chúc mừng em. Chị mình kiểu như cái bậc thang đó. Đúng rồi, bậc thang nè. Bên cạnh những cái thử thách của các bạn á thì khẩu vị ngôi sao cũng mang đến một vài món quà cho Đào. Trời ơi. Đúng rồi, món quà là gì thì các bạn sẽ bật mí sau, bởi vì trên một số phần nguyên liệu ở đây thì sẽ có một vài món quà dành cho Đào mà các bạn phải cần sự trợ giúp từ Đào để nhận được món quà đó. Bây giờ chúng ta trả lại gian bếp cho hai bạn để hai bạn nấu nướng. Bây giờ chúng ta về phòng khách của chương trình nha. Rồi, ok. Chị ơi, cho em xin phép, hồi nãy em được cái huy hiệu á, em muốn bỏ cái này ra, nặng nề quá. Ủa được không? Được, chắc chắn là được rồi. Tại vì là quyền của bạn mà, cho nên là Thu sẽ phụ bạn. Sao dễ quá vậy? Chị đừng cầm vô, chị đừng cầm vô, nặng nề lắm. Ok, bạn tự sự được phải không? Rồi, nhưng mà chúc mừng bạn với huy hiệu thần bếp thì đã giúp bạn không có thử thách trong phần nấu nướng này. Cố lên nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn. Ok. Rồi, mời Kim Đào. Trời ơi, nấu cho ngon nghe chưa? Đào thấy không gian của khẩu vị ngôi sao dễ thương không? Chuẩn bị những cái đồ chơi, những vật dụng rất là dễ thương để chào mừng Đào đến đó. Thích những... Ủa nhưng mà là cái gì là mấy bạn này làm đúng không? Vừa nấu ăn vừa làm đúng không? Không, cái này là quà dành cho Đào á. Không biết là quà gì vậy không biết. Ủa, biết mấy bạn có thể bật mí một món quà cho Kim Đào được không ta? Chị Đào ơi, cái gì vậy? Em đang cần cá lóc. Nhưng mà chương trình nói với em á là phải cho khách mời thực hiện thử thách. Dạ, em đọc giúp chị cái thử thách. Phải đứng trong thau nước đá và hát trọn vẹn một bài hát để em mới được cá. Ngộ vậy, em cần cá sao em mua đem lem lên đi. Đây là sự hỗ trợ của thần tượng dành cho các fan hâm mộ đã yêu quý mình đó Kim Đào à. Giờ không làm cũng không được luôn á, thiệt. Đúng rồi, mình phải thể hiện cho các bạn có động lực, tinh thần, tình yêu thương từ thần tượng để các bạn có thể nấu ăn ngon hơn đây nè. Bởi vì lát Kim Đào là người thưởng thức các món ăn đó đó. Ok, ok luôn. Rồi Kim Đào ơi, mình chọn bài hát nào dài dài chút mình tặng quý vị khán giả ha. Ôi, hát ghê luôn á. Rồi Khanh em thích bài hát gì? Ngâm trong đá là chắc là khá là vất vả đó. Thôi chị hát bài Cháu Lên Ba đi. Được, cháu lên ba được, rất là dễ thương, đơn giản thôi. Ôi giá lạnh thiệt nha. Cháu lên ba đi. Cháu lên bà, cháu vô màu dao, cô thương cháu thì cháu không khóc nhè, không khóc nhè thì bà cho ông cây chai, ông vào nhà mai ông bà vui cái cài la la la. Trời ơi, Kim Đào ổn không? Thấy chương trình vui hơn chưa? Thấy không? Bớt vui rồi đó. Thấy bớt vui rồi hả? Chị chơi chị. Tới em. Em muốn làm cái cua, món cua nha, nhưng mà cái thử thách là đội nón chúc mừng sinh nhật có đục lỗ và ném phi tiêu làm sao để bể 10 bong bóng. Đào ơi, trước khi mình đến với thử thách này thì Thu có một lưu ý nhỏ nhỏ. Là đây là bóng, đây là Thu. Thử thách là đâm bể bóng. Hên xui. Mời Đào. Bắt đầu nha. Đào nhớ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh sợ bong bóng nổ lắm. Hay quá. Ba quả rồi. Không trúng nha. 4 quả. Rồi. 5 quả. 3 quả nữa nè. Còn mấy quả gì Thu? Còn 2 quả thôi à? Cố lên. Để bóng. Yeah. Ơi bị hay luôn á, xong rồi tự mình thấy mình luôn á thiệt đó. Đào thấy không, qua phần vừa rồi thấy bóng bóng cũng dễ thương vui mà đúng không? Vui. Đỡ sợ hơn chút nào không? Cũng còn sợ. Chị Đào ơi, chị vậy em nữa hả? Em đang cần hạt điều nhưng mà phải nhờ khách mời nhảy dây 10 cái và cưỡi thú nhún vòng quanh sân khấu để kiếm gia vị cho người chơi. Đây là một trò chơi vận động làm cho khách mời tiêu hao năng lượng để ăn ngon hơn. Mời Đào. Rồi nhảy dây đồ nữa 10 cái. Đếm đàng hoàng nha Thu nha. Thấy là không có thương Đào lắm. Ok, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cưỡi thú nhún đi vòng quanh tìm nguyên liệu. Bây giờ cứ trong phòng khách với trong gian bếp này thôi sẽ có nguyên liệu. Nhưng mà phải gợi ý nó đâu chứ. Nó ở phòng khách của chương trình, không nằm ở gian bếp. Một gợi ý rất có lợi. Chạy vòng vòng quanh rất là mệt luôn đó. Tại nhảy dây. Thường là nó sẽ núp ở sau những Nó sẽ núp sau những bụi rậm. Trong bụi rậm. Chuyện gì? Đừng phát. Cái này là phòng khách để còn tiếp nhiều khách nữa. Không, cái bụi nó cũng không rậm lắm đâu nha. Ủa chứ bụi rậm nào nữa? Tại mới nhìn lại thấy nó cũng không rậm lắm. À, thấy rồi. Trời ơi. Rồi. Nghĩa là mình phải thi thú nhún để đưa tới cho bạn người chơi nữa. Không còn một hột nào luôn đó Thu. Vậy hả? Ok Đào. Quá trời mệt rồi. Chị không biết em nấu ngon không? Mà chị cực quá đi Khanh ơi. Dạ em đội ơn chị Đào. Mệt quá. Chị Đào, em cần cái nấm này nè. Em đừng cần gì nữa luôn. Thiệt, em muốn nhờ chị một thử thách nữa. Thử thách gì nữa? Chị thấy cái xào cao cao không? Trên chiếc xào đó có rất nhiều bong bóng nè. Nhiệm vụ của chị là phải tìm bằng được bong bóng có chứa gia vị cho em. Là em cần gì? Gia vị của em đang cần là nấm. Mà là nấm để trong bong bóng đó hả? Đúng rồi. Bây giờ Đào có thể dùng tay, dùng chân, dùng miệng, dùng tất cả các bộ phận của cơ thể để có thể tìm được nấm ở trong bong bóng. Dùng tay, dùng chân rồi hả? Dùng cái gì cũng được nha. Thu cái gì kìa Thu? Gì vậy? Đó, ngoài đó kìa rồi. Rồi. Dễ ợt cái gì? Chuẩn bị chưa? Đếm chưa? Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Gì vậy? Sợ nó nổ. Ủa không bằng nói gì hết. Ủa Đào ơi, mình có cái gì trong tay vậy? Cái này mới bể được chứ bóp sao bể được. Vậy hả? Chơi này đi. Vậy à? Chứ cái đó có dễ dàng quá không? Không có cái nấm nào hết trơn. Đào ơi. Đào ơi, Đào ơi, không có nấm luôn Đào ơi. Có một cục nấm, y như có một cục nấm Đào ơi, y có một cục nấm. Đây được một cục nữa. Ủa mọi người, mình bỏ cho nó nhiều nhiều một chút xíu chứ. Em cho em ai cục nấm, em làm vậy đó, em làm đi. Cảm ơn chị Đào. Mệt quá à, được ăn chua mà sao cực quá à. Đào biết sao không, cái đó là vui cho Đào á. Thực ra chương trình bỏ 3 cục nấm lận, định bắt Đào tìm được 3 cục nấm, nhưng mà thôi bây giờ thấy mệt rồi, tạm chấp nhận 2 cục nha. Cái bỏ 3 cục mất tiêu của người ta một cục rồi, ăn 2 cục thôi, ăn 2 cục. Bây giờ em ơi nấu món súp 2 nấm cho chị Đào nha. Ok, có 2 nấm rồi. Mệt rồi phải không? Mệt lắm. Đói chưa? Đói luôn. Rồi bây giờ đang nghỉ ngơi một chút xíu, bây giờ đợi hai bạn hoàn thành món ăn chúng ta sẽ thưởng thức nha. Làm không ngon coi chừng á nha. Coi chừng á. Rồi mời Đào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với một phần được mong đợi nhất trong chương trình Khẩu vị Ngôi Sao. Kim Đào ơi, Kim Đào thấy thế nào về 2 món ăn được trình bày trước mặt sau bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra? Đúng là công sức của mấy bạn, nhưng mà một phần là cũng của Đào, cũng phần lớn đó. Không có nguyên liệu làm sao mà nấu được. Đúng rồi, bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu công sức giọt mồ hôi. Nhưng mà khi mà nhìn thành phẩm thì thấy cũng có, nó hơi giống những cái món ăn trong đầu Đào tưởng tượng khoảng 80%. Tại vì lúc đầu Đào có chia sẻ tại sao là Đào không có thích ăn cá, nhưng mà là cái món mà Đào đến chương trình Đào muốn ăn là món bún cá. Tại tôi biết sao không, quê của Đào là quê ở Kiên Giang, mà tôi có nghe cái câu mà ai đi Rạch Giá Kiên Giang ăn tô bún cá chứa chan tình người. Bún cá là đặc sản của Kiên Giang. Bây giờ mình thử trước đi, cho Thu thử ké trước đây, ké được không? Được, giờ thử món bún cá trước nè. Mình lấy nha, lấy cá trước ha. Bắt một miếng bún nè. Mời Đào. Thu lấy, Thu ăn không đi? Đào ăn trước đi, tại vì công sức của mấy bạn và công sức của Đào. Bây giờ là Đào thử nha. Rồi, nhìn vậy thôi, nhìn nó chỉ mới 80%, nhưng mà cái nước á nó đúng cái nghĩa là nó khoảng 98%. Tại vì cái nước dùng của bún cá là nó phải trong như vậy. Đặc biệt là phải trong như vậy mà nó phải thanh chứ nó không có mặn. Thì thử một cái lên được 18% luôn em. Thấy hồn chưa? Đấy, Đào thử cái miếng tôm, đặc biệt là cái miếng tôm nha. Tại sao mà Thu biết mà tôm á, nhìn nó có cái vàng ở ngoài không? Nó chả đúng không? Không, là trứng. Trứng của tôm. Đặc biệt không, trứng vịt đó. Khi mình ram cái con tôm này, cái mình bỏ lòng đỏ trứng vô mình xào, thì nó sẽ có cái chất kết dính đó, cái kết dính đó. Chất kết dính đó. Đó là một cái món đặc biệt ở trong em thêm cá. Được 18% vì cái chất kết dính ở trong món ăn của em. Rất là ngon luôn. Và quan trọng là cái miếng cá là không bị tanh mới ngon nha. Rất chín luôn rồi, đã không còn tanh nữa, rất là ngon luôn. Cảm ơn em nha. Chị khen mấy cái món bên kia em đọc quá nghe, tự nhiên nghe 80%, cái nghe đang yên cái lên 98%, cái để thử cái này lên được bao nhiêu phần trăm nè. Trước hết thì tôi mời Đào. Cảm ơn tôi. Biết Hiển nấu sao ngon lắm á. Cái này lên thiên đàng không? Lên thiên đàng hay đi đâu nè? Lên thiên đàng hay đi đâu nè? Rất là ngon. Lên không? Lên không? Lên thiên đàng không? Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Lên đệm ơi, lên đệm ơi. May quá, may quá. Ngon quá. Nhưng mà không được ăn nhiều. Bụng nó bự ra. Không, mấy cái súp này á hình như ăn là không có bị mập đâu, tại vì nó tốt cho sức khỏe á, cũng không có tinh bột nhiều á. Bây giờ đến phần hồi hộp quyết định căng thẳng. Dạ. Là mình tuyên bố ở đây luôn hả? Là mình tuyên bố luôn, công khai tuyên bố luôn đó. Trời ơi, món nào không được nói nhỏ đâu. Món nào cũng ngon hết rồi sao? Đào thấy thì bún cá với súp cua thì đối với Đào thì bún cá thì Đào dành cái tình cảm đặc biệt hơn, tại vì nó hơi dưới quê của Đào. và lâu ngày mà mình ăn được một cái món mà cái kiểu mình quê hương đúng không? Gợi nhớ cho mình những cái cảm xúc về quê hương ha. Bởi vậy nên là Đào sẽ chọn món bún cá. Dạ. Ơi, chúc mừng món bún cá. Món của em vẫn rất là ngon nha. Dạ. Chúc mừng món bún cá của Hoài Khanh. Dạ. Chúc mừng em đã giành chiến thắng trong phần nấu nướng ngày hôm nay. Mời Kim Đào trao giải thưởng cho bạn Khanh. Chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Mình chia sẻ một chút cảm xúc khi mình được giành giải hoa hậu đi em. Thật sự em rất là vui luôn, nhưng mà hôm nay được đến với chương trình nấu cho chị Đào ăn vậy là em rất là vui rồi. Dạ. Vui hết. Dạ em chỉ vui thôi chị. Bây giờ vui rồi mình có buồn không? Em rất vui. Vui luôn. Em rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho chị Đào ăn. Em ơi, em nấu đàng hoàng đi Hiển ơi. Thiếu mấy giọt nước mắt nữa là tròn vai đó. Vậy làm lại hả? Ôi trời ơi, cuối kết chương trình rồi trời ơi. Dạ nó chơi thôi chứ thật ra đến đây nấu ăn chị Đào cũng là một hạnh phúc của em rồi. Mà thật ra hôm nay lần đầu tiên nấu ăn đó, em chưa nấu ăn cho ba mẹ em luôn á. Vậy là quá hạnh phúc rồi. Thế vậy mà thất bại tội nghiệp nhỏ. Thôi trời ơi, không chị. Vậy thất bại lấy kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm đúng không? Sẽ nấu ăn cho ba mẹ thiệt là ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, nói chung là hai bạn đã rất yêu thương và dành tình cảm cho Kim Đào để đến với Khẩu vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Kim Đào những giọt mồ hôi đã xứng đáng với hai món ăn đúng không? Cảm ơn Kim Đào đã đến với Khẩu vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.